Này, ngày xưa ấy thì anh em thì hay đi hái dược. Đây này, Long Bài này. Thì nó ghi rõ ở đây này, đổi rồng. Đấy. Nhưng mà rồng ngày xưa thì nó vip, nhưng rồng ngày nay thì nó gọi là một con vật hoài niệm thôi. Mẹ nhìn nó cũng rất là xấu. Đấy, nó lâu lâu cũng rất là xấu. Thế nhưng mà cái event cách đây lâu rồi, nên là mình sót một cái. Bây giờ mình đổi. Thì nó cũng săn những cái bảo cái long châu ấy, tức là xích sắc long châu này, với lại tranh sắc, lục sắc, cái thứ các sắc, nói chung là 7 món thì sẽ đổi được một cái này. Thì đổi cái này là cái rồng 65. Thì 65 nó tên là Long Bảo Bảo, 75 nó là Cầu Long, 85 nó là Băng Điêu, nhưng Băng Điêu là một nhánh khác, còn 95 nó là Giao Long. Thì còn ngày nay thì nó có thêm các loại long khác, ví dụ như là Thái Cổ Long Hồn này, hay là mấy con rồng điện hay mấy con sét thì mình quên mất tên rồi, Ngạo Vân Thương Long này, đấy, hoặc là Đậu Đậu Long, nó cũng là long nhưng mà vân vân. Thế nhưng mà cái nhánh nhánh rồng này nó vẫn là một cái gì đấy nó hoài niệm. Thì đây hôm nay mình đổi nha. Đấy thì tại hạ muốn đổi long bài này. Thì đây là cái con long này đặc biệt như này này. 75 ấy thì như mình nói nhé, 65 Long Bảo Bảo, tên nó có 3 chữ thôi. 75 nó là Cầu Long Bảo Bảo thì nó lại có 4 chữ. 85 nó lại là Băng Điêu Long Bảo Bảo. Đấy, thì tên nó lại gần lên. 95 nó là Giao Long. Duy nhất chỉ có con 65 là tên nó rất đẹp. Nếu như các bạn không đổi tên nó tên là Long Bảo Bảo. Đây. À, đây đây đây, cái lệnh bài. À đây đây, cái này là đổi rồi nhá, cái này là đổi rồi, sorry anh em, cái này là đổi, tức là ấn vào đây này, lấy cái Long Châu ấy. Cái Long Châu vào nhá. Long Châu, ông ấn thì đổi ra, ấn vào đây này thì nó tọt ra cái này. Đấy, bây giờ mình chỉ mô tả lại thôi nhá, cho mà quên, sorry anh em. Đấy thì bây giờ nháy ra này. Đấy. Đây, nó tên là Long Bảo, nhìn nó rất là cùi đấy, nhưng mà ngày xưa nó là một cái con pet gọi là thần thánh. Phải nói là ngày xưa anh em mộ con này lắm. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó là cái ngày xưa ấy, cái con Bảo Bảo này thì sau nhiều phiên bản thì cũng không rõ nó như nào, nhưng mà ngày xưa nó hơi bốc bốc một tí ở lưng. Nhưng mà ngày nay thì nó nhìn nó rất là xấu. Đấy, nhưng mà nó được cái tên nhá, này được cái tên. Thế thì thôi cứ như vậy đi nhá. Đấy, Long Bảo Bảo tên 3 chữ. Và tiếp đến là hôm nay mình sẽ đổi một cái áo thời trang cấp 2 của Minh Giáo. Ngày hôm trước trai tụt quần được cái nhật ký quái vật. Bạn nào chưa biết thì là trai ở trên Ngân Nga Tuyết Nguyên ấy. Đây, nhận thời trang cao cấp môn phái thì nó ghi rõ đây này. Đó, 20 nhật ký quái vật đây này. Đó, thì đổi đây nha anh em. Ok đó, nhìn quá đầu đẹp trai rồi đúng không? Đấy. Thế nhưng mà nó có một cái yếu điểm như thế này, đó là cái này nó sẽ giúp cho mình tăng là 364 điểm công cơ bản và ở dưới là 51 điểm. Đấy. Nên là mặc cái này cho đẹp thôi, còn tí nữa test ý, thì mình vẫn giữ cái món khô lâu nha anh em. Giải thích như thế để các bạn hiểu nhé, vẫn giữ món khô lâu. Bây giờ thì như này đã, tạm thời đã. Rồi, ok. Nha, anh em đó, quay lại. Rồi. Bây giờ còn một việc nữa, đó là mình sẽ thăng cấp cái này nó lên cấp 3 và nó sẽ được 92 điểm cường lực. Vì vậy nó sẽ được là 92, 63 là 31 à? À đâu, 29 chứ, 29 điểm cường chứ. Đúng không? Đây là 63 rồi mà 29. Mình có cộng đúng không nhỉ? Đó, thế thôi, hôm nào cứ nâng lên nhá, thì chị xem để mình sẽ vào cái con nạc kia để xem là để cái chúng ta là đâu. À thế nhưng mà gặp vấn đề rồi anh em ơi. Cái con này của mình nó đang là cấp 124 mà cái ác kia của mình nó đang cái đang đang không cầm được. Nhá, không cầm được. Sao không dùng pet 95 tăng cho cao? À cái này thì không tăng cao được bạn nhé. Pet nó lên cấp 124 thì nếu cộng bằng nhau hết nha bạn nhé. Thì nó không tăng cao được, khi skill lên cấp 3 là tăng bằng nhau hết bạn ạ. Nó chỉ khác biệt ở ví dụ như cái này này. Mình đang nói đến skill nhé, chứ không nói đến những cái chỉ số này. Cái skill này này. Khi bạn nuôi con pet lên 124 ấy, thì skill cấp 3 của con pet 5k đi nữa thì nó cũng chỉ cộng, ví dụ như cấp 2 thì nó cũng chỉ cộng 163 thôi. Nếu lên cấp 3 thì nó được 92 điểm. Đấy. Con pet 4k, con pet 5k đều thế hết. Nha. Còn cái thực lực của nó thì mình không nói, cái thực lực nó thì tư chất cao hơn thì đương nhiên cao hơn.
Nhưng mà mình đang nói đến cái skill mà open combat ấy. Những cái nhánh này này thì nó cái khi mà những cái cao nội lực ở trung tâm thì nó lại khác nhé, cái đấy nó lại ăn theo nhánh toàn mỹ, còn cái này mà nó búp trên người thì nó giữ nguyên không thay đổi. Ok rồi, thế thì có thể là bây giờ cũng hoàn thành phần lớn rồi đấy, và mình có thể là sẽ test ngay bây giờ cho anh em. Các bạn liệu là mình sẽ xem là mình sẽ được 600k ngoại công không nhá. Ok.